Em chào tất cả anh chị em. Bây giờ em lên cho anh chị em ba con M65 dây đồng, thân đồng, cổ đồng nha anh em. Con bên này thì màu màu gì ta? Màu này nó đẹp quá. Con này nó cũng màu xanh nha anh em. Con này cũng là màu xanh ô liu. Nhưng mà con bên này màu xanh xám, bên này màu xanh ô liu. Con bên này thì lót xám, lót trứng sáo, đời 72 nha anh em. Thực sự con này rất là mới, con này cũng mới, mỗi con mỗi màu khác nhau. Con này mới nhưng mà nó bị hư dây kéo, cho nên là em thay một cái dây kéo khác. Nhưng mà với cái đường chỉ thì chất vải, chất chỉ của nó không có tiệp màu, màu của nó hơi hơi lệch một xíu xíu. Đấy, cho nên là cái đường chỉ rin dây kéo thì cái dây kéo xịn em gỡ từ bên áo M65 khác đưa qua. Nhưng mà có một cái là đường đường chỉ không còn rin nữa. Thực sự con này nếu như mà dây kéo còn rin nằm trên con áo, chắc chắn con này nó nằm từ 7 triệu trở lại. Độ 7 triệu trở lại nha nhé. Nhưng mà con này như vậy thì em sẽ bán giá 5 triệu. Bây giờ em review cho anh em ha. Con áo này xanh và mới và mướt, thân đồng cổ đồng. Đấy, móc túi của nó này. Anh em nhìn cái vết in nút của nó có không anh em? Rất là mờ và nhẹ ha. Cái đầu khóa thì talon, à sẽ có view thì rất là đẹp luôn này. Bây giờ em đi qua cái phần ống tay cho anh em luôn ha. Chỉ có vết gấp hơi nhẹ nhẹ thôi. Thực sự con này là đẹp rồi đó. Thân trước thân sau đều đẹp hết anh em. Bây giờ em sẽ qua cái thân bên này. Đấy. Cái lót xám này, lót trứng sáo. Nếu như con đời dây nhôm là nó đời 68. Đẹp không anh em? Bây giờ ta lên phần trên qua thân bên này ha. Qua thân bên này thì cổ của nó là quy cá. Chỉ có một cái là may một đường chỉ mới, thay dây kéo thôi. Thực sự nó rất là mướt, mướt mà xanh nha. Do em quay cái điện thoại nó gần người điện thoại cùi bắp cho nên nó không được cái gì lắm. Đấy, đẹp không? Quá đỉnh đồi, không có gì để bảo hết. Bây giờ ta vào phần trong, vào thân trong. Cái tem của nó này, tem thì nó cũng hơi dơ dơ một chút ấy, em hơi dơ nha anh em. Rồi cái phần cổ của nó cũng có dơ một chút, cổ này cổ nó bẩn rồi cho nên nó có vết dơ một chút. Về anh em giặt cái là nó ra hà, giặt với nước ấm nó ra, nó sẽ ra từ từ hết nha anh em. Bây giờ em ra đằng sau. Con này là màu màu cổ úa chứ màu ô liu đâu. Con này màu cổ úa, không phải màu ô liu đâu. Đằng sau thì gái 18 sợ không đua nổi chứ. Đẹp lắm à. Anh em dòm cái đường may, đường chỉ của nó này. Mướt không? Mướt sượt sượt luôn đó. Rồi con này chiều dài, chiều dài của con áo này là 81, size medium 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74 nha anh em. Size này là trung bình nhất người mẫu, trung bình tiêu chuẩn nhất của Việt Nam, gọi là tiêu chuẩn quốc tế. Con này em bán 5 triệu, hồi nãy em có đọc cho anh em ha. Mã của nó là mã 21. Ai chốt con này thì chốt giùm em này. Con này thực sự anh em bận một con này là khỏi phải suy nghĩ rằng mình có nên mua con nữa hay không. Vì con này nếu như không có bị hư dây kéo mà em phải thay, con này em bán 7 triệu. Nhưng mà hiện tại em bán có 5 triệu vì em đã báo cáo là em thay dây kéo. Nhưng dây kéo rin của nó. Rồi bây giờ em qua con này màu xám nha em.
Con này cũng đẹp. Màu xanh xám, màu đẹp. Bắt đầu. Con này chất vải của nó anh em dòm này. Vải ngang và lì vải luôn ấy. Đó, nghe không? Nó ngang và nó lì cái vải cổ đuôi cá này. Đó. Nhưng mà con này cũng có một cái khuyết điểm. Cái này là dây kéo rin của nó hết anh em. Có một cái khuyết điểm là như thế này. Không hiểu lý do tại sao mà cái ông lính này ông đưa bút bút lông mà cái dạng mà viết chữ của ký của nước ngoài thì anh em biết là nó viết tên của nó trên trên áo cũng không bao giờ ra. Thì nó viết giặc đầy chỗ này này. Em dùng một cái tem không có rách lũng nha, bao không rách lũng nha. Đây đây đang còn cái vết này. Thì em may một cái tem chồng lên và may cái tem này lên thì nó che được cái phần này. Nó giặc, nó đưa bút nô quạch quạch vậy này. Đấy, bây giờ là em đã may lên như vậy. Thực sự con áo đẹp, chỉ có bị như vậy là em may lên thôi. Thì em cũng bán giá, giá bị vạch, giá bị ấy. Nhưng mà em bán giá này thì thực sự là con áo bị oan. Phải không em? Bán giá này là oan nha. Em bán con này có 3,5 triệu thôi. Chỉ có bị nó đưa bút nô quạch như thế này. May tem lên đã lỗ tem mà còn bị lỗ tiền nữa. Bây giờ em review cho anh em này. Dây kéo đồng ha. Cái đầu vào của nó đồng thì lâu ngày không có sử dụng thì anh em nhìn thấy đồng nó hơi cũ. Đó, dây kéo rin. Đầu vào đầu ra ngon lành luôn á. Còn cái tem này. Size của nó là medium, tem này màu ngà nhá anh em. Màu ngà medium reller 70 đến 80 kg. Cao 1m7 đến 1m74, hai con cùng một size ạ. Cùng một size với con kia nha em. Con này đời 70. Hàng chuẩn cấp phát nha anh em. Con này cái phần cổ của nó cùng bị ố dơ. Này, còn nguyên hiện trường này. Cái này gọi là mồ hôi của nó vẫn còn nguyên luôn ha. Đó, vết loang này. Anh em về ngâm nước ấm nó sẽ nhả mấy cái này ra sạch bưng. Em không có giặt đấy nhá. Em mà giặt thì lẽ em này không có báo nữa. Rồi bắt đầu lên từng phần một ở bên tay trái trước. Tay trái trước nha anh em. À, cái này cái vết in nút của nó cũng không có này. Cái này gọi là bắt đầu loáng thoáng của vết in nút thôi. À, bắt đầu loáng thoáng thôi chứ không phải là in nút nữa. Không có gì để báo hết, chỉ ngoại trừ cái vết bị dơ. Cái bắp tay của nó, chất vải nó lì nha anh em. Ngang và lì vải luôn á. Có vết gấp này. Rồi, thực sự con này ai mà chốt con này là mới là rẻ luôn á. 98% là anh em biết là 7 triệu mà giờ con này chỉ có vết dơ mà em phải bán con này xuống cái giá 3,5 triệu thì là con này bị oan á. Rồi qua cái thân bên này em. Ai mà thích màu xanh xám chốt con này. Thực sự cái chất vải cho tới cái áo của nó đẹp lắm anh em ạ. Trời ơi, cái gân ngang của nó này. Nó láng mà nó chỉ có cái màu thôi. Màu anh em thích màu xám thì là chốt con này ha. Không có gì để báo hết. Bây giờ em quay ra đằng sau. Má, lật cho phát một cái sau lật. Đằng sau cũng đẹp trai luôn á. Ui dồi ôi, con này nó đẹp thiệt á. Sao mà em nhìn cái vải của nó. Cái vải của nó anh em này. Nó lắng luôn. Nhưng mà con này là, con này là có một cái khuyết điểm nữa là ông này ông viết đây này. Anh em thấy viết chữ không? Viết mờ mờ thôi. Bằng cái bút lông mà vạch đằng trước á. Viết chữ gì đây không biết nữa. Mờ mờ thôi nhá, em quay lên xa cho anh nhìn này. Anh em nhìn thấy không? Nó rất là mờ mờ. Mình đọc ra được một cái nét chữ thôi. Ở đây có một chấm dơ nhẹ nhẹ này. Dơ nhẹ nhẹ. Vậy là con áo tổng thể là hết nha anh em. Vậy là hết nha anh em. Bây giờ em quay lại mặt trước. Con này em bán giá là 3,5 triệu hồi nãy em có nói anh em rồi ha.
Dài áo của nó thì từ trên cổ xuống đây là 80. Mã 22, 3 triệu rưỡi ạ. Ai chốt chốt giùm em ha. Bây giờ em lên tiếp một con nữa. Một con duy nhất nữa. Con này cũng thân đồng cổ đồng. Cổ úa, màu cổ úa nha. Con này thì áo cũng đang đẹp nhưng mà có một cái lỗi, có một lỗi duy nhất, con này cũng bị thay dây kéo anh em này. Nó cũng bị hư dây kéo cho nên em cũng gỡ ra và lấy một dây kéo khác của hàng chuẩn xịn của Mỹ á, em thay vào. Thì để anh em mình tiện lợi hơn. Đường may của em này. À, đường may hơi chỉ màu khác một chút nha. Em cũng bắt chước cái bọn Mỹ nó dứt dắt nhưng mà em dứt dắt hơi chỉ màu khác nó nổi lên. Rồi. Bây giờ em review từng thân một. Con này chất vải mềm này. Mấy con kia chất vải rất là dày, con này mềm. Mềm nha anh em, rất là mềm. Ừ. Mình quay lại gần nó kiểu nó lên nét nó không có. Chỗ này thì trùng màu mà sao trong này nhìn dạ, thấy có khác màu ta. Nó trùng màu hết à. Chỗ này như có một cái tem dạ, nó gỡ rồi. Này. Nó gỡ. Đây cái tem gỡ nha anh em. Cổ dạ, cổ vuông này. Ừ. Bây giờ em qua ống tay ha. Dạ, dạ, dạ. Trên cái bắp tay này nó cũng gỡ một cái tem. Ừ. Ra ống tay ha. Ống tay này đều màu, chỉ ở đây nó có một chấm dơ nhẹ nhẹ xíu xíu thôi. Ở bên tay tay phải, tay trái nha anh em. Bây giờ mình qua tay phải này. Qua bên tay phải thì ở dưới tà dưới. Đây, ở dưới tà nó có bị dơ nha em ạ. Dưới tà này. Qua bên phải nha. Đây dơ này. Đây là như kiểu nước giọt á. Nhưng mà không phải đâu, vết dầu, vết gì dơ nó ra như vậy, không phải là nước đâu nha. Đây có một lỗ tăm nhỏ ti ti. Một lỗ tăm nhỏ ti ti. Còn ở bên cái nách của nó này. Nách của nó ở ngay cái hông, ngay kẹp nách của mình á. Có một lỗ lủng thì em mảng lại này. Chỉ của nhà em là màu như vậy nhé. Em mảng dứt dắt qua rồi. Rồi xong. Bây giờ ta đi từ bắp tay của nó. Ở đây anh em thấy có một chấm dơ không? Đây một chút dơ nữa này. À, đây dơ. Nói chung mấy cái dơ này thì chẳng qua là dơ nhẹ nhàng chứ nhìn không có thấy được đâu. Đây này. Dơ này thì về anh em giặt thì từ từ nó mờ. Xong nha anh em, xong thân trước nha. Ta chơi vào trong này. Vào trong thì cái cổ tem của nó lật gọng rồi. Ta coi thử mà, đây nó ghi cái chữ gì đấy. À 25 252. À 252 sư đoàn hả? Rồi, tem của nó medium roller luôn. Bữa nay sao like này toàn chơi medium không hả? 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74, con này đời 73 nha em. Đời 73 này. Còn cái cổ con này cũng đã qua sử dụng cho nên dính dơ. Anh em coi xử lý được về giặt nha, mồ hôi không này. Rồi, bây giờ xong, em quay cái tổng thể bên trong nha anh em xem một phát. Mình sẽ đi ra mặt sau nha em. Em sẽ cho anh em xem lần sau này. Thân đồng cổ đồng. Sau đều đẹp. Chất vải này rất là mềm mại nha anh em. Cái chất vải mềm mại này rất là thoải mái này. Đó. Đẹp luôn. Không có gì để báo hết. Không có gì để báo cáo hết anh em. Ở đây có một cái chấm gì đây. Đây là một vết dơ. Một vết dơ nha anh em. Rồi xong. Con này em sẽ bán là 2 triệu rưỡi. 2 triệu 500.
Chiều dài của con áo này là 82, từ trên cổ xuống 82. Mã 23 nha nha, 2,5 triệu. Mã 23. Ai chốt thì chốt giùm em ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh chị em.